Xin chào các bạn, hôm nay Sóng Tình Yêu sẽ cùng đến với các bạn trong một cái phần chia sẻ về một người phụ nữ đã từng đi tư vấn tôi và họ lại đặt lịch trong cái thời gian tháng 4 như thế này. Thì chị liên hệ với tôi với cái mục đích là chia sẻ cho tôi biết là thời gian vừa qua chị đã thay đổi như thế nào và chị đã thoát tục, tức là giải thoát được bản thân chị ra sao. Thì chị hy vọng rằng cái video mà dành cho chị cũng là cái video giống hệt như là khuyến khích và cảnh tỉnh một số người phụ nữ đừng có khổ đau giống như chị. Và làm sao để thoát ra khỏi những vấn đề khổ đau á, thì chị cũng chia sẻ là lần đầu tiên khi mà đến tư vấn cùng với tôi á, thì chị đã học ra một số điều rồi chị áp dụng theo và chị đã thay đổi. Ngoài ra chị cũng có theo dõi trên mạng và đi theo một cái cô hướng dẫn nào đó. Đến bây giờ thì tinh thần của vị khách hàng này á, đã thay đổi rất là nhiều. Có nghĩa là thay đổi, phải nói là gần như là cô cảm giác như cô đang rất là vui và hạnh phúc. Cô nói rằng khi mà tâm lượng cô mở ra thì tiền đến với cô một cách rất là ngẫu nhiên. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi mà cô không còn có cái tâm chiếm hữu, ghen tuông và xem người kia chỉ là một cái người bạn chung phòng và nuôi con chung á, thì tâm lý của chị rất là thoải mái. Và có những lời ve vãn tán tỉnh chị á, tại vì chị năm nay gần 60 tuổi rồi các bạn, mà dáng dấp vẫn còn đẹp lắm, cắt tóc ngang ngang giống tôi này, nên là cô rất là trẻ. Thì cô thật sự rất là trẻ ha. Tại vì bây giờ con cô thì đã lớn, chồng cô thì đã ly hôn, mà hai vợ chồng cô thì cứ bay đi bay về từ Việt Nam đến cái nước Mỹ hay nước Úc gì, xin lỗi tôi quên rồi. Thì hai vợ chồng cô cứ bay đi bay về vậy đó. Thời gian mà chồng cô bay sang để mà cùng với cô chăm con á, thăm con á, vui chơi và có một số việc ở nước ngoài á, thì cô nói là anh muốn quan hệ tình dục, nhưng mà cô dần dần cô né tránh, từ chối. Nghe theo cái hướng dẫn của tôi trong video lần trước thì cô có nói là tôi đã thực hiện cho cô một video nào rồi đó, nhưng mà thực tế là tôi không có nhớ đó, tại vì một năm, cách đây một năm là tôi đã không còn có thể nhớ vị khách hàng đó được, trừ khi vị khách hàng đó thật sự là đặc biệt ấn tượng. Ví dụ như là tôi có một cái khách hàng 80 mấy tuổi là tôi không có quên được, tại vì chỉ có một người đó thôi. Rồi cũng có một khách hàng bị ung thư vú, cắt hai bên vú, thì cái vị khách hàng đó thì tôi không quên được. Thế nên là những trường hợp bình thường thì thật sự là em không thể nhớ được các chị rồi, mong các chị thông cảm cho em ha. Trong cái tình huống khi mà chị đến, chị lắng nghe những video, chị thấy có nhiều người và có rất là nhiều người đau khổ, phụ nữ quá đau khổ vì ái dục, vì ái tình, vì cứ luẩn quẩn xung quanh cái sự khổ đau đó mà người đàn bà không thoát ra được. Trước đây chị đã từng như thế, nhưng mà suy nghĩ của chị nó nhẹ hơn. Chị mới hỏi tại sao mà như vậy. Thứ nhất đó là chị có tiền. Chị có tiền nên nó làm cho chị bớt đau khổ vì những vấn đề khác. Còn nếu mà chị vừa không có tiền mà vừa không có tình thì tất cả mọi sự khổ đau nó ngập tràn đến chị. Người có tiền mà khổ đau đi nữa nó vẫn không đau khổ bằng cái người vừa không có tiền mà vừa không có tình. Thế nên đây là một lý do chị ha. Cái thứ hai nữa là chị có phước hơn người ở cái chỗ là chị hiểu về tôn giáo. Và thực tế là mà nói, tôn giáo chữa lành những nỗi đau cho rất nhiều người. Và khi mà chị hiểu được vấn đề chính yếu là như những cái câu nói mà em nói với nhiều người phụ nữ mà họ sợ lắm, không dám nghe, đó là đàn ông họ không sinh ra cùng với chúng ta, họ chỉ đi cùng với chúng ta một đoạn đường thôi. Người đàn bà phải hiểu được điều này. Thì khi mà hiểu được điều này á, hiểu đúng được điều này và làm đúng được như vậy á, cái tư duy của mình nó đã set up, nó mặc định như vậy là những người phụ nữ sẽ không đau khổ. Còn người phụ nữ nào mà nghĩ rằng người đàn ông này của tôi, chồng của tôi chết đi rồi, rồi canh chừng ông nha, đừng có cho ông lấy ai, thì cái người đàn bà nó sẽ rất đau khổ. Vì sao? Vì không có cái gì của bà hết, mà bà cứ chiếm lấy, bà coi như là của bà, thân xác của bà còn không giữ được thì làm sao mà bà giữ được cái gì. Đấy, vấn đề chính yếu là các chị phải hiểu như vậy. Mình sống cùng với người ta, mình tương sinh cùng với người ta, mình vui sống với họ từng ngày, đó là xong. Chứ còn không có ghen tuông, không có tức giận. Nên là cái kiểu người như chị và cái tầng mà tư tưởng giống như em á, là những cái kiểu người hiếm ít. Vì sao? Vì đã thoát được trong cái khổ đau mà không còn khổ đau, cho dù sống trong cảnh khổ cũng không thấy khổ nữa. Tại vì thứ nhất là có sức mạnh nội tâm, cái thứ hai là mình đã giải thoát, mình không có bị vướng. Thực ra mà nói á, cái sự khổ đau là vô hình đúng không?
cái sự khổ đau là vô hình, nó không có hình tướng, nó không có phải là một người đàn ông lực lưỡng, nó không phải là sợi dây xích, nhưng mà nó cứ làm cho tâm lý của chúng ta đau khổ. Vì sao? Vì cái nhận đứng góc nhìn của chúng ta, cái sự nhận biết của mỗi con người nó khác biệt và nó thay đổi là như vậy. Ngày xưa chị cũng là như vậy mà chị đau khổ, chị không còn, bây giờ hiện tại chị không còn ham muốn về tình dục nữa, thì chị cảm thấy chị không có muốn ép mình để phải lấy lòng người đàn ông đó. Bây giờ mình xác định rõ ràng là mình cùng với người đàn ông đó để nuôi con chung, thì những người đàn ông khác đến gặp chị thấy dáng chị đẹp, tại vì chị tập thể dục nên dáng chị rất đẹp, chị dáng chị như con dáng người phụ nữ cỡ chừng 30 mấy tuổi thôi, thì dáng chị đẹp, nhìn như vậy thì nhiều người bắt mắt muốn làm quen với chị, nhưng chính bản thân chị không có ái dục nữa thì chị đâu có nhu cầu quen với đàn ông. Chính vì vậy mà chị sẽ không có bị khổ vì những cái tâm như là trói buộc hoặc là kiểm soát hoặc là lệ thuộc ai cả. Tại vì mình tự đi trên đôi chân của mình không mượn cái nạng nữa thì cái nạng nó không có ý nghĩa, cái nạng vẫn dựng đó đó. Khi nào mình cần mình dùng, còn khi mà mình không có việc gì thì mình chẳng cần dùng cái nạng. Thì cái góc độ đứng của mỗi người nó khác nhau. Và cũng là chị đến bây giờ sau một năm chị đã thay đổi. Chị không còn cảm giác như mình bị ái dục và trói buộc này. Bây giờ mình đang được sống trong một cái trạng thái giống như cô gái 7-8 tuổi. Cho tình yêu, tình dục thì đâu có ai lấy. Một cô gái sống cả chừng 12 tuổi đi, nó vui tươi, vui vẻ, hàng ngày nó vẫn ca hát, nó vẫn thoải mái với những điều nó muốn và những điều nó làm. Thì chị đang ở trong trạng thái đó. Những người phụ nữ thoát khỏi nỗi đau, được sống trong hạnh phúc khi mà tìm thấy được cái hạnh phúc chân thật, đó chính là bản thân mình tạo ra nó. Và mình không lệ thuộc bất cứ một cái người đàn ông nào, ông chồng. Những cô nào mà đã từng ly hôn, những người phụ nữ nào đang là người thứ ba mà thuộc cái dạng người phụ nữ đã có gia đình đổ vỡ, nếu mà bạn nghe được video này của tôi á, bạn thay đổi nhận thức á, thì một thời gian bạn sẽ có được cái nguồn năng lượng và năng lực giống như chị này. Có nhiều người cứ lo sợ rằng tôi sau khi ly hôn tôi phải lấy chồng để mà tìm chỗ dựa. Tôi nói thật với các bạn, khi mà bạn có tiền á và bạn có sức mạnh nội tâm thì bạn không có cần dựa ai. Mà chính người mà bạn đi tìm để làm chỗ dựa nhiều khi người ta làm cho bạn phải mệt vì cái sự dựa dẫm từ họ về phía bạn. Ít ra là có thể là người đó lợi dụng tiền của các bạn chứ không có gì hết á. Cái vấn đề chính yếu của các bạn, những người phụ nữ á, là mình phải xác định là mình sống tương sinh cùng với họ. Mình sống vui cùng với họ. Họ đi quen ai không biết, mà mình cảm thấy người này an toàn với mình, mình gọi là họ là bạn. Có vậy thôi. Đó là những cái trường hợp như cái chị này á, chị ly hôn cũng văn minh tích cực mà chị cũng không có gào thét la hét, chị không đi đánh ghen gì hết. Vấn đề ở đây, giờ chị lại cảm thấy như là chồng của chị là cái người tội nghiệp. Đáng lẽ bây giờ về già rồi, có tiền ăn chơi hoặc là dùng số tiền để đi du lịch, nhưng không, mỗi tháng phải trợ cấp cho cái cô vợ 50 triệu rồi cứ phải chăm sóc làm hết mọi thứ như vậy. Thì mỗi người có một món nợ riêng cho cuộc đời của mình. Chị chỉ cần biết cuộc sống của chị thoải mái, hạnh phúc á, thì là chị yên ổn rồi. Trong cái tình huống của chị á, thì cũng ít có khách hàng nào mà sang mà bỏ ra cả tiếng đồng hồ để nói chuyện với em. Chị để thông báo cho em biết rằng á, chị đã thay đổi và trở nên tốt đẹp ra sao. Thì cái người mà ít tham ái dục là người đàn bà có phước chị. Tại vì rất nhiều người đàn bà khi mà thấy chồng đi ra khỏi nhà hoặc là chồng bây giờ có nhu cầu ham muốn tình dục mà bà ấy không đáp ứng được, là người phụ nữ đó rất khổ đau, luôn xoắn chặt bản thân họ vào cái người đàn ông đó. Và có rất nhiều người đàn bà, các chị xem mà kênh của em á, thấy có những người phụ nữ cay nghiệt, cay đắng và cực kỳ là cay độc trong từng cái lời nói. Bởi vì sao? Người đàn ông hủy hoại họ, bản thân họ biến hình vì người đàn ông xấu, chứ họ không thể tự thoát khỏi người đàn ông xấu, mà cũng chẳng trở nên tốt đẹp hơn khi gặp cái kẻ xấu, mà họ chỉ xấu đi hơn khi mà gặp cái người đàn ông xấu mà thôi. Cho nên là những người phụ nữ như vậy là những người phụ nữ đang đánh mất dần những phút giây an nhiên của chính mình bởi vì một kẻ khác. Và khi mà thấy người đàn ông sai lầm thì lại chìm đắm trong sự khổ đau của người đàn ông đó, lại tự hủy hoại mình bởi vì sai lầm của kẻ khác, thì người đó không có sức mạnh. Rất là cảm ơn chị đã quay trở lại và chia sẻ với em về những vấn đề như vậy. Thì cũng chúc mừng cho chị đã giải thoát được chính mình. Đấy gọi là giải thoát đó chị. Gọi là tu ở đời mà gọi là như chị là thành rồi đó.
Còn tu ở chùa thì em không dám nói đến, nhưng mà tu mức độ ở đời mà sống vừa có tiền, sống thanh thản mà không lệ thuộc, mà không đau khổ và cảm thấy rằng mình rất là may mắn vì đang có từng ngày trải qua sống mà mình cảm nhận được mình được sống á, thì mình sẽ cảm thấy vui. Còn có nhiều người đàn bà hả, chỉ có vì chồng ngoại tình thôi mà họ cảm giác như ai đày họ phải sống. Họ sống là vì thế này họ mới sống chứ không phải vì họ sống cho chính họ. Đó là những cái suy nghĩ rất là tội nghiệp, đáng thương dành cho một số người phụ nữ như vậy. Thì bây giờ chị hỏi em là khi nào mà có những cái cô nào mà cô có hoàn cảnh khó khăn mà cô cần em tư vấn á, thì liên hệ với chị, thì em cũng chia sẻ với chị như sau. Những người khó khăn á, họ nói họ khó khăn nhưng họ không chứng minh được là họ khó khăn, chị nhé. Có nghĩa là sao? Khi mà gọi điện thoại trực tiếp họ né tránh này. Cái thứ hai nữa là họ gần như là không chứng minh được là mình nghèo. Chị hiểu ý em nói không? Có một số trường hợp rất ít, rất hiếm thôi. Tại vì cái người mà sử dụng smartphone á, là bản chất là họ đã mua được một chiếc điện thoại mắc tiền như vậy, thì họ lại không phải là cái người nghèo. Vấn đề chính yếu là mình giúp đỡ cho người nghèo thì đúng cái đối tượng. Còn mình giúp đỡ cho cái người không nghèo thì mình đang giúp cho người ta tăng trưởng lòng tham. Và người ta xem nhẹ cái người tư vấn. Và người ta nghĩ, à hèn chi là tư vấn miễn phí. Nó ở chỗ đó chị nhé. Còn cái chuyện mà khi nào mà có một ai đó khó khăn mà em liên hệ với chị thì em không làm. Tại vì việc này á, nó mang cái tính giống hệt như đúc thúc. Chị có những ngày vui á, thì chị cảm thấy em nhắn tin cho chị như vậy là không sao. Tự nhiên em kiếm chị nghĩ ô nhỏ này đến xin tiền. Thì em không có làm điều đó. Vạn sự tùy duyên, nếu chị muốn thì chị làm. Còn chị không muốn, em có đến xin cũng không được. Và em cũng không muốn mình trở thành cái người xin. Nếu mà cảm thấy thích thì ủng hộ cho em. Còn không thì thôi. Không phải là em ngạo mạn, mà vấn đề là tùy duyên. Mình không nên cưỡng cầu. Và những thứ không thuộc về mình không lao động, thì mình cũng không xứng đáng để được nhận. Đó là những gì em muốn chia sẻ cùng với chị. Rất là cảm ơn những ý tốt chị đã dành cho kênh. Rất cảm ơn chị đã giới thiệu nhiều người biết đến kênh. Và rất là chúc mừng cho chị. Sau cái phần em tư vấn, và chị đã mạnh mẽ lên và thay đổi cái nhận thức để trở thành một người phụ nữ hạnh phúc và xứng đáng vì điều đó dành cho chị nhé. Rất cảm ơn các bạn, mọi người đã tin tưởng chọn tôi là người tư vấn trong những tình huống khó của các bạn. Xin chào.